chào các bạn. Hôm nay mấy anh em mình lên lưới, lên xe này nè các bạn, đi giao qua những đại lý và những người mà sử dụng lưới B40. Như lúc những clip trước mình cũng đã giới thiệu với các bạn quy trình chạy ra cuộn lưới B40 phải nhờ vào máy móc, cũng rất dễ dàng rồi, nhưng mà khi giao tới cho người tiêu thụ, người sử dụng thì nó sẽ là một quá trình làm việc rất là vất vả và mang tính đoàn kết của mấy anh em mình nha các bạn. Ở trong phải có một người để lên chiếc xe đẩy ra như vậy nè các bạn. Đó. Một cuộn lưới á, khoảng 100 kg có, 80 kg có, và 110 kg có, và 120 kg cũng có. Nếu chúng ta muốn lên xe được, chúng ta phải nhờ vào sự đoàn kết của một tập thể. Các bạn biết mấy anh em mình là tốn rất nhiều sức lực và mồ hôi vô trong đây nha các bạn. Lên được cuộn lưới khó khăn và trội dòng mồ hôi vô đó nha các bạn. Sản xuất ra một tấm ton và một cuộn lưới nhẹ nhàng và cũng rất dễ, nhưng mà để giao đến nơi để cho những người sử dụng, nó trải ra một quá trình làm việc vất vả và những giọt mồ hôi của sự đoàn kết của mấy anh em làm việc chung với ở đây. Và các bạn cũng đã thấy rồi đó. Thank you.
rồi mình mấy anh em mình cũng đã lên được cuồng lưới cuối cùng nha các bạn. Các bạn xem video thấy hay, bạn ủng hộ mình nha. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều.